tắm bừa. Đây à. Ồ, nó không lên đây được được. Quên một tên rồi. Đây à. Thấm hết rồi. Mua cung thì chắc cú tung tên súng nỏ rồi. What the? Hey man. Cải lương thì phải. Cải lương. Quá buồn. What? À, tôi đang cầm cái gì đây? Cấp cho anh nào, mình có hai cặp
Quá chuyên nghiệp. Có mong có quên hẹo nào thấm thế gì hết. À, văng ra chừng nào mới chết. Ngon. Vãi cho luôn. Vua nó mới mang cái cung. Tuổi gì?
Ủa gì mà trúng anh? Nào. Nó có vẻ khá là an toàn. Ây da. Rồi bắn tiếp. Hey man. Hey man. Hey man. Hey man. Hey man. Băng cùng kia thắm thôi chơi luôn này thì chém này thì chém này thì chém bố này. Nếu mà hồi chạy vô kia gặp thêm hai con nữa thì sắp mặt. Hết tên rồi mẹ nó chết đi em khu vực nguy hiểm vãi đái luôn. Nó giật mình hết hồn. Ồ, sắp tới boss rồi. Kéo xích nghe ghê quá. Đây có gì không? Hai k năm ngon kèo. Nói là farm ở đây được hơi bị lâu. Ơ địch địch lại lúa băng không thấm thế kìa. Em xin lỗi, em xin lỗi anh, em xin lỗi, em xin lỗi mà, em xin lỗi mà. À. Xin lỗi anh ơi, xin lỗi anh ơi. Ê, đừng có rượt chứ, bậy rồi. Ừ. Mày thì rượt tao hả mày? Rượt tao hả mày? Vô. 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 Không được rồi, con hẹp quá. Ừ.
đi đi anh ơi, đi đi anh ơi, ổng chơi nữa đâu, éo chơi nữa, éo chơi nữa đâu. Ngon lại đây, ngon lại đây. Ờ, tao sợ mày quá. Thôi em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi. Này thì. Rồi, combo đi. Này thì combo. Ấy da. À. What the định mệnh chứ. Hai con. À. Chơi lớn rồi. Chơi lớn thôi. Dạ dạ chết mẹ quên. Nó chơi lớn này là chết mắt. Ổn mà. Vậy cũng trúng nữa.
quá chua. Thiệt. Vừa chua vừa cay. Nào vào đây. Vào đây. Tao lại sợ mày quá. Ngon. 2k5. Phải cả 2k5. Nào ở đây. Rồi. Có gì hot? Không phải gì không? Đây có gì hết không? Boss nữa. Tình hình rất là tình hình. Quá có cái gì mở được. Đây. Chết gì do gì? Chết quá. Á à, có đồ. Là heo. Không có gì hết vậy. Xàm được. Vậy cũng để bên này mở được. Ok, về lên cấp. Đây là được rồi. Thì ra là mấy thằng này không có được. Man. Mày hả bới. Mày hả bới. Nào vào đây. Nào. Mày hả bởi. Hehe. Spear là cái gì? Cái gì kia này kia xài cái nào? Mấy cây là nó lành rồi. Cái trò. Hello. Dạ. Ở nhà. Nhớ đâu. Ủa. Được mời luôn hả?
Không biết. Thì cho thì về thôi đây đó. Giờ hả? 8 giờ đang mưa quá trời mưa rồi. Ok. Anh trở lại cái cây gì vừa vậy? Nhìn quen á. Ren len nó cái này ngầu đó. Lại thử lại yếu nhất chẳng gì con nói thương lắc nè 26 luôn, cái này đổi có 22 nó mới hư cấu. Cầm cái đó là phải hy sinh đồ đang mặc trên người thôi chạy. Chém thanh niên này lúc có giận dỗi gì không? Thiếu một điểm là bao nhiêu nữa? 1.000. Ngàn có cái gì 1.000 không? Kia hả? Hãy luôn.
9 sao, 8 sao. Là gì? Cuối cùng cây lửa đó mạnh hơn. Đáng đời. Anh test nào. Dạ. Ngầu cả mày. Đây em ơi. Đây em ơi. Ôi ơi bậy bậy bậy. Đây em ơi. Nè đây à, đấy hai combo đi ngay, làm như con đi sống này. Nào chú tuổi gì, chú tuổi gì, chú tuổi gì, nào đi đường nào, đi đường nào, đi đường ơi. Yêu hay không yêu nó một lời, yêu hay không yêu nó một lời. Bay 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 bay. Chơi không? Chơi không? Đánh nhau không? Đánh nhau không? Đánh nhau nè. Đánh nhau thì đánh có gì đâu phải sợ. 37%. Cái này vô 53%. À, vẫn run được. Rồi, để coi. Rồi, cái này vô thử. 60% nó run được. Cũng ron được nó. Rồi. Vô qua tay vô. 65%. Vẫn ngon. Ừ. 74%. Rồi cũng được. Ok. Rồi đeo qua tay cũng được. Nào. What the hell? Mod có vẻ nguy hiểm. Who the hell is this? What the fuck man? Nó nhìn kinh gì vậy? Nó nhìn có vẻ khó chơi. Dạ. Yeah. Combo thì khó chịu quá vậy. Yeah. Tầm này thì hơi bị nguy hiểm rồi nha. Trời ơi.
Ui. Xin lỗi mày. Đạt được mấy cái. Thế là sập mặt lờ nha. Sao mà là đam siêu mạnh mới được chém một phát đi luôn. Combo thì có vẻ là mạnh thiệt. Giờ cầm một lên nữa rồi. Đừng như vậy, đừng như vậy. Cho gì không? Có cho gì không? À, không cho gì à? Không cho thì thôi. Kìa kìa, hàng bự kìa. À, hàng bự kìa, phải cả hàng. À, thanh niên bị sung sưng dụng phụ bị chơi quá nhiều. Nào xuống đây nào, đây nào.
gì vậy? Đóng vậy. À. À. Hiếp dâm. Đối người ta hiếp dâm. Nào. Có hiếp dâm không? Thích hiếp dâm không? Dạ. Hết thể lực kìa. Thể lực phải đầy mới được. Ý chết. Cái này giết thanh niên là lấy kiếm. Thanh niên được. Cái moonlight này, cái moonlight phay mà. Không phải đủ. Còn là đủ. Oh yeah. Oh yeah. Rồi đủ rồi. Quá là ngầu. Trời ơi, đậu ơi là... Nào cho anh cộng đồ em ơi. Cộng đồ em ơi. Rồi. Dragon Ball. Yeah, cộng một. Gần đó mới đúng chứ. Ôi trời ơi. Nhớ là nhiều đệ lắm. Hát số 2 là gọi đệ phải gấp 3 lần của Dark Souls 3. Nói coi cái bảng số lượng triệu hồi đó, dài ngốc kìa. Ừ, nhiều lắm. Mới coi tức thì nó phải nhiều hơn cả đám NPC nữa mà. Ừ. Gì cũng nhiều chứ, bonfire cũng nhiều hơn nữa, bonfire nhiều quá luôn. Khi hai cái kế bên nhau chỉ cách nhau vài bước thôi. Nào biết ngay. Lucatel. Lucatel of Mira. Chào em, chào em. Cái này là con gái nữa mới ghê. Nhân vật nữ. Nào ra đây giết thằng này giúp anh coi. Quên giết mẹ coi.
Nè nó nè em. Hết nó đi, hết nó đi. Nó đi. Ấy à, what the fuck? What the fuck? The hell man. Thế là chết thật à? Nhảm xít thì cái. Lại nào, cần giết được con đó thôi là được rồi. Ngoài ra thì con kia cũng không quan trọng mấy. The hell? Đạp nữa chứ. À, vậy mà cũng trúng nữa, nó đang gạt cần mà mình thiết kế nhiều học quá. Ê, đẹp. Có thêm một cái human FPG à. Chạy lại ngay. Nào. Giúp anh em ơi, giúp anh em ơi. Nào, giúp nó đi. Đi. Nó đi. Bấm nó, bấm nó. Bấm nó. Chịu rồi vậy ba. Mệt quá. À, cũng được đó, được đó, được đó. Chết mẹ đội chứ. Ừ, nó cái gì vậy mà thật. Cái thằng này. Bánh về mà học bay có để có khác. Ngon ngon đây, khi việc bot nữa là thôi được thôi. À, khúc này nguy hiểm quá, nghĩa là thằng đệ đã chết ngay khúc này. Đi bộ thì chắc cũng để thanh niên chạy bừa. Chịu hồi gì nữa không? Có gì để chịu hồi không? Nó để nào để giúp anh nữa không? Rồi 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 rồi. Để nốt màn này nữa. Không được lên tàu luôn. Nào. Nào. Đâu. Thôi anh xin lỗi, anh không chơi với em đâu. Để em chơi với em thôi. Nào ở đây bay chơi đi. Đi bay chơi đi. Chưởng nó đi em có tiêu chưởng mà. Ngoài mình ăn thôi cũng được. Ăn thôi ngon đấy. Để này. Mày quýnh không vậy? Nó đi ba. The fuck. Nó đi. Ừ.
Để nó quýnh ngoài. Ây da, ây da, nhầm đối tượng rồi. Cố lên em ơi, đừng chết em ơi. Cố lên em ơi. Cố lên em ơi. Đừng chết nha. Yeah. Nice. Easy. Boss này mỗi là một mình solo được. Để yếu xìu. Boss này yếu xìu. Cảm ra giờ ba mấy ca đây tối rồi cho mấy ánh sáng coi gần gần nó kia mọi người. Ok này vậy chứ thì là hết khu này rồi đó. Ngon kèo cái bàn phai này chỉ để trở về kia thôi à, phải chuẩn này. Quá cản trở tay chân. Thằng Lý không nên gọi thằng đệ là mình phải solo hết đó. Thằng boss quá yếu mà. Được mà, bán nào cũng cộng được mà. Bản trước bản 1 là cộng được tới cộng 5. Đồ thường thì cộng 10. Đồ xịn thì cộng tới cộng 3, 5 là cả nhớ. Bản này thì tới đây thôi, chưa biết. Nhưng mà nói chung là cộng được. Cút ra nào em, cút ra, cút đi, ngon, nói chuyện không, anh nói chuyện không, sao, 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 ho nữa, vãi lúa, vãi lúa, ho liên tục,
Rosabeth. Trời ơi, cái gì? Cho cái gì yếu vậy? Bán gì đây? Nhẫn. Lúc kia đọc ba ba rồi xì. Cho đồ hả? Cho đồ thì cho đồ đâu rồi? Gì nữa? Cho cái này, cho cái này. Cho cái này rồi. Ok. Xem ở đây. Yeah. À, cho đồ để nó mặc vải lúa. Cái này hư cấu thiệt chứ. Không chơi đâu nha. What the fuck, đóng cửa này rồi. Chưởng quá, còn con này nữa. Trời ơi à, nguy hiểm quá vậy. Nhanh lên em ơi, nhanh lên. Nhanh lên, nó biết xanh đi vậy. Xây wood nè. Mấy thằng chim bự nữa. Quên nữa. Bay tiên nữ. Fading show. Cái khu này nguy hiểm quá vậy. Một bầy luôn á. Nào lại đây. Dạ. Nó đến hay tin được. À, trời xa phải lúa luôn trời. Xin nữa thì chúng mình. Mày hả bưởi. Nào. Nào. Giết boss là được rồi. Phấn đấu mục tiêu mỗi ngày giết một con boss. Thế mà phát huy. Great game.